Bài 1. Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng là 2014. Các con nghe lại, tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng là 2014. Phần lớn những cái bài này thì người ta cho hiệu ẩn và các con sẽ phải đi tìm hiệu. Thì bây giờ tổng là 2014 và người ta yêu cầu chúng mình tìm hai số chẵn. Như vậy thì cô giáo sẽ hướng dẫn các con ở phần tóm tắt như sau. Cô sẽ có số lớn là số chẵn. Số bé cần tìm cũng là số chẵn, số lớn và số bé. Các con cùng quan sát vào đây hai số chẵn đứng cạnh nhau thì chúng hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị hả à, các con cái này có dễ không nào hai số chẵn đứng liền nhau thì chúng hơn kém nhau là hai đơn vị từ đó cô sẽ có sơ đồ số lớn số bé chúng hơn kém nhau là hai đơn vị và đến đây thì chúng ta đã đưa về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng như vậy cô có tổng là 2014 và hiệu của hai số chẵn liên tiếp là hai hai số chẵn liên tiếp có hiệu là hai bởi vì chúng hơn kém nhau là hai đơn vị đến đây thì cô sẽ có phần giải số chẵn thứ nhất là